Tiếp tục sẽ là những diễn biến trên thị trường hàng hóa. Kết thúc phiên đầu tuần, sắc xanh hoàn toàn áp đảo trên bảng giá của 4 nhóm mặt hàng cơ bản, hỗ trợ chỉ số MXV Index tăng mạnh 1,56% lên mức hơn 2.430 điểm. Giá trị giao dịch của toàn sở tăng mạnh lên mức 6.000 tỷ đồng, là mức cao thứ hai kể từ khi thị trường hàng hóa Việt Nam được liên thông với thế giới vào năm 2018. Và điểm sáng của thị trường thì vẫn là nhóm năng lượng, trong đó thì giá khí tự nhiên bất ngờ tăng mạnh 10,9% lên mức 6,06 đô la Mỹ trên 1 triệu đơn vị nhiệt Anh. Giá khí tự nhiên đã có 4 phiên tăng trong 5 phiên giao dịch gần nhất nhờ những tin tích cực liên quan đến hoạt động xuất khẩu của Mỹ. Giá dầu WTI giữ nguyên ở mức 83,8 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 0,5% lên gần 86 đô la Mỹ một thùng. Còn nhóm kim loại quý thì cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và nguồn cung khan hiếm. Giá bạc đóng cửa tăng 0,6% lên gần 24,6 đô la Mỹ trên một ounce, là mức giá cao nhất kể từ ngày 8 tháng 9 cho đến nay. Giá bạch kim cũng tăng 1,1% lên mức 1.064 đô la Mỹ trên một ounce. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.